đang chờ ô tô cũ kênh Môn Hải Dương. Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Vâng, thì tiếp tục trong buổi cuối tháng ngày 28 tháng 8 năm 2019 thì bên em mới về một chiếc Ford Tuner được sản xuất năm 2007 nhá, với cái số tự động động cơ 2.7. Ống chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 368 triệu đồng nha quý anh chị nhé. Giá rất là rẻ cho quý anh chị được mua về sử dụng cái mẫu xe này. Và cái mẫu xe này dòng xe 2 cầu số tự động nhá, thì xem xe tại 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương. Và mọi chi tiết quý anh chị và các bạn có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0976 08169 để sở hữu cái mẫu xe Ford Tuner sản xuất năm 2007 này. Và trước khi bước vào video chi tiết, quý anh chị và các bạn muốn nhận được những cái video clip mới nhất được đăng lên thường xuyên trong ngày, thì quý anh chị và các bạn vui lòng ấn nút đăng ký kênh, nút chuông thông báo bên phải màn hình để theo dõi những cái mẫu xe mới nhất lên thường xuyên trong ngày. Và quý anh chị và các bạn yên tâm là quý anh chị và các bạn là ấn nút thông báo và ấn nút đăng ký kênh là hoàn toàn miễn phí nhá. Quý anh chị và các bạn có thể ấn nút đăng ký kênh để có thể tham khảo những cái mẫu xe mới nhất và mua được những chiếc xe giá cả hợp lý và hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Thì sau đây thì em sẽ đi vào chi tiết tổng thể ngoại thất như nội thất của cái mẫu xe Ford Tuner được sản xuất năm 2007 số tự động 2 cầu này, với cái giá bên đang chào bán là 368 triệu đồng cho quý anh chị và các bạn. Vâng, thì quý anh chị và các bạn cùng lên màn hình để đi chi tiết cái mẫu xe này nhá. Vâng, trước màn hình nhỏ của quý anh chị và các bạn, đây là cái mẫu xe Ford Tuner được sản xuất năm 2007 với cái số tự động động cơ 2.7, máy xăng 2 cầu nhá. Và ở chiếc xe này bên đang chào bán với giá là 368 triệu đồng cho cái chiếc xe Ford Tuner số tự động này. Về tổng thành cái mẫu xe này thì quý anh chị và các bạn yên tâm là mẫu xe không lỗi nhỏ nhá, không lỗi gì, và quý anh chị và các bạn sẵn sử dụng thôi. Và chiếc xe này em đã cho sơn đánh bóng rồi nên quý anh chị và các bạn nên nhìn nhá. Đấy, tổng thành cái xe nó rất là đẹp luôn. Đấy, xe thì hồ sơ cầm tay nhá. Quý anh chị và các bạn mua cái mẫu xe này về chỉ ra bấm biển thôi, ra bấm biển ra tên thôi. Đấy, rất hợp lý. Và bên em bao vận chuyển cái xe này trên toàn quốc cho quý anh chị và các bạn với giá 368 triệu đồng. Và với cái giá trên này em không bớt nhá. Đấy, em không bớt cái chiếc xe này, em chỉ bao vận chuyển luôn thôi. Và hồ sơ cầm tay rồi quý anh chị nhá. Đấy, với cái chiếc xe Ford Tuner đây sản xuất năm 2007. Đấy, tổng thành sơn xi của nó khá đẹp luôn. Đây, em sẽ đi vào chi tiết tổng thành cái chiếc xe này một vòng cho quý anh chị và các bạn tham khảo qua. Đó, với cái giá bên đang chào bán nó rất hợp lý so với các cửa hàng khác nhá, 368 triệu đồng. Và với giá trên thì em có bao gồm phí vận chuyển trên toàn quốc rồi nên quý anh chị và các bạn vui lòng không bớt được chiếc xe này. Đấy, nó rất là bóng, rất đẹp luôn. Đấy, về chiếc xe quý anh chị và các bạn sẵn sử dụng, không phải làm cái chi tiết gì ở cái mẫu xe này nữa. Đó là cái ngoại thất của cái mẫu xe này. Đấy, quý anh chị nhìn này, em cho quý anh chị và các bạn xem chi tiết luôn nhá. Đấy, về cái phần sơn xi đây quý anh chị nhìn này. Đó, sơn xi của nó đây. Đó, em đã cho sơn đánh bóng, sơn tỉa đánh bóng rồi nhá quý anh chị nhá. Đó, và chiếc xe này thì nếu anh chị nào đã từng sử dụng cái dòng xe này với cái động cơ 2.7 số sàn, à số tự động, động cơ 2.7 nhá. Đấy, hai cầu. Thì quý anh chị và các bạn mua cái chiếc xe này về hợp lý hay không là quý anh chị và các bạn mua sử dụng cái nhu cầu sử dụng của mình. Thì quý anh chị và các bạn hoàn toàn không thể nghĩ đến cái việc là tốn xăng không. Với cái động cơ 2.7 số tự động nó dao động tầm 12 cho đến 13 lít trên 100 km đường trường nhá. Đấy, với cái chiếc xe này quý anh chị và các bạn mua về đi đường trường, đấy, sử dụng đi công trường công trình nó khá là phù hợp luôn. Thì nếu mà quý anh chị và các bạn muốn mua những cái dòng xe 2 cầu đi công trường công trình mà lại muốn ít xăng với cái động cơ 1.2 thì quý anh chị và các bạn không hề đi được những dòng xe đó quý anh chị nhá. Đấy, người ta sản xuất xe phải phù hợp với cái cung đường của mình hoặc là với cái công việc của mình thì người ta mới sản xuất ra những cái chiếc xe đó. Đấy, nên quý anh chị và các bạn thực sự có nhu cầu muốn sở hữu cái dòng xe này thì alo trực tiếp cho em Loan qua số điện thoại 0976 081699 nhé. Và xem xe tại 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương. Đây, quý anh chị nhìn này, gầm của chiếc xe đây nhá, lốp sơ cua còn đầy đủ nhá. Đấy, lốp rồi, lốp sơ cua gầm. Và với cái dòng xe này thì quý anh chị nhìn nhá. Đấy, gầm nó rất là chắc chắn luôn, không hề có hiện tượng là bị mục mọt gì nhá. Đấy, với cái phần cốp đây, để đồ cũng rất là được nhiều đồ. Và với cái chiếc xe 7 chỗ, số tự động. Đấy, 368 triệu đồng để quý anh chị và các bạn sở hữu một cái mẫu xe Ford Tuner nhá. Đấy, lỉ này, trần lỉ nguyên bản này. Nhìn từ sau lên trên này, quý anh chị nhìn này. Đấy, trần nó nguyên bản theo xe luôn nhá, nó rất là đẹp. Trần rất đẹp luôn. Đó, nội thất thì là hoàn toàn nội thất là nguyên bản. Và đây quý anh chị nhìn này. Đây nhá, cụm đèn này nguyên bản cho xe luôn này. Đấy,
không hề quý tưởng là đâm đụng tai nạn ngập nước. Em cho quý anh chị và các bạn test ở cái mẫu xe này là em cam kết là không tai nạn, không ngập nước ở cái mẫu xe này. Còn va quẹt nhẹ thì nó không tránh được quý anh chị nhá. Quý anh chị nhá, không thể tránh được đây. Đấy, cụm đèn này còn nguyên bản cho xe. Và với cái phần nhựa nó đây. Đấy, phần nhựa của chiếc Fortuner nó rất đẹp luôn. Đấy, keo chỉ của phần cốp đây quý anh chị nhìn nhá. Đấy, keo chỉ thì còn nguyên theo xe. Đấy, với chiếc xe là không hề đâm đụng tai nạn và va quẹt nhẹ thì không tránh được. Đấy quý anh chị nhá. Đấy, tổng thành ngoại thất của cái mẫu xe Fortuner đây, khá là đẹp luôn. Đấy, đó là cái ngoại thất của cái mẫu xe Fortuner này. Đấy quý anh chị nhìn này. Đem tiếc đây, nó rất là đẹp luôn. Đấy, một chiếc xe quý anh chị sẵn sử dụng mà giá rất là hợp lý. Đây, lốp thì còn rất là mới nhá. Đấy, lốp rất mới luôn. Và lốp sơ cua đây. Đấy, vẫn còn những cái phần mạ chống han gỉ ở lốp sơ cua đây quý anh chị nhìn nhá. Đấy, thực sự là một cái mẫu xe rất đẹp luôn để quý anh chị và các bạn mua về sử dụng với cái giá rất hợp lý 368 triệu đồng thôi nhá. 368 triệu đồng để quý anh chị các bạn sở cái mẫu xe Fortuner này. Đấy, 4 lốp mới luôn nhá, 4 lốp mới. Đó. Đèn đây, đèn thì còn tất cả nó nguyên bản theo xe. Đấy, biểu tượng của Toyota Fortuner đây, quý anh chị nhìn nhá. Đấy, biểu tượng này. Cái mặt ga lăng đây. Đấy, cụm đèn đấy, tất cả nó nguyên bản. Và chiếc xe đăng kiểm khá là dài nhá, tới tháng 2 năm 2020 quý anh chị nhá. Tháng 2 năm 2020. Đấy, các chi tiết thì chủ xe đã mạ lên chrome mà nhìn rất là sáng. Và sau đây em sẽ cho quý anh chị và các bạn xem cái hệ thống nội thất của cái mẫu xe Fortuner này luôn. Vâng, đây quý anh chị nhìn nhá. Với cái dàn nội thất của chiếc Fortuner là mang cái màu ghi bạc hợp với cái gam màu của cái chiếc xe này. Đấy, gam cái màu sơn của chiếc xe luôn, ghi bạc luôn. Đấy. Sản xuất năm 2007 nhá, quý anh chị nhìn nhá. Đấy, số tự động 2 cầu luôn. Số tự động 2 cầu. Và đây chú quý anh chị nhìn này, vô lăng nó rất là mới luôn. Đấy, quý anh chị nhìn nhá. Đây, vô lăng bên trong này rất mới luôn. Đấy, rất mới nhá. Đấy, vô lăng này thì rất là đẹp. Đây, tắp ly tắp lô đây. Cái phần nhựa của cái chiếc xe Toyota Fortuner này quý anh chị và các bạn yên tâm là cái phần nhựa của nó cực kỳ đẹp. Và bốn tổng lưng hạ kính thì hoạt động hoàn toàn bình thường, không có lỗi gì cả, chi tiết nào lỗi cả. Đấy. Đấy quý anh chị nhìn này, keo chỉ này. Đó. Thực sự là một cái mẫu xe nó rất là đẹp. Quý anh chị và các bạn đến xem xe tại 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương. Và mọi chi tiết quý anh chị và các bạn muốn chốt cái mẫu xe này thì quý anh chị và các bạn có thể alo cho em Loan qua số điện thoại nhá. 0976081699. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho quý anh chị và các bạn về cái mẫu xe này. Để quý anh chị và các bạn có thể mua được cái mẫu xe này. Và quý anh chị ở xa thì không tiện xem xe nhá. Có thể alo cho em Loan hoặc cái lối Zalo số điện thoại của em. Để em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cũng như là cái lối Zalo, em sẽ gọi Zalo cho quý anh chị và các bạn để quý anh chị và các bạn có thể chốt được cái mẫu xe đó. Đấy, xe thì vẫn là đầu đài nguyên bản theo xe thôi, vẫn đầu đài nguyên bản theo xe. Và với cái số tự động động cơ 2.7 này thì cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó là quý anh chị và các bạn nếu sử dụng cái dòng xe này rồi sẽ biết. Và chiếc xe này không thể là 2 chấm được nhá, không thể 2 chấm. Vì với cái dòng số tự động 2 cầu mà đi 2 chấm thì chắc chắn quý anh chị các bạn sẽ không đi đường rất là ì máy. Đấy. Và tốn xăng hay không là quý anh chị và các bạn mua để sử dụng cái phù hợp cái mục đích sử dụng của mình. Thì quý anh chị và các bạn có thể sử dụng, có những chiếc xe nó tốn xăng hơn nhưng quý anh chị và các bạn nhu cầu của chúng ta về cái chiếc xe đấy thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được nhé quý anh chị nhé. Đấy, em đang chào bán cái chiếc xe này với giá 365 triệu đồng thôi. Đấy, giá cuối tháng luôn quý anh chị nhé. Đấy, rất đẹp luôn. Đấy, cửa đóng rất là nhẹ. Đây quý anh chị nhìn này. Đấy, cửa đóng rất là nhẹ nhá. Đó. Đấy, một chiếc xe thì giá chưa đến 400 triệu nhá. Và em bán với giá chiếc rất là hợp lý so với các cửa hàng khác nên quý anh chị và các bạn yên tâm đến xem xe cũng như là sở hữu cái dòng xe này. Và bên em chuyên thu mua những dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 7 chỗ với giá dao động từ 100 đến 500 triệu đồng. Quý anh chị và các bạn có nhu cầu mua bán xe có thể alo cho em Loan qua số điện thoại 0976081699 nhá. Đấy quý anh chị nhìn này, hàng ghế sau thì hầu hết cũng không có người sử dụng nên nó rất là mới. Chủ sử dụng hầu hết là cái hàng ghế lái và hàng ghế phụ quý anh chị nhá. Đấy. Ba dàn điều hòa độc lập luôn. Nó rất là mát. Đấy quý anh chị nhìn này. Đó. Trang bị túi khí phanh ABS rất là an toàn, điều hòa rất là mát và nội thất rất là sạch đẹp.
Quý anh chị và các bạn muốn xem được những cái video clip mới nhất của em nhé, thì quý anh chị và các bạn vui lòng đăng ký kênh cũng như like kênh, bật nút chuông thông báo bên phải màn hình để theo dõi những cái mẫu xe mới nhất bên Thường Xuyên trong ngày. Và với cái đăng ký kênh cũng như là chuông thông báo thì quý anh chị hoàn toàn yên tâm là đăng ký kênh là hoàn toàn miễn phí quý anh chị nhé, hoàn toàn miễn phí đăng ký kênh thôi. Quý anh chị và các bạn muốn xem những video clip mới thì quý anh chị và các bạn có thể đăng ký kênh để xem được những video clip mới nhất em đăng lên. Đấy, tổng thành chiếc xe nó khá là đẹp luôn. Đó, bình thường với chiếc xe Fortuner này bên em sẽ giao bán với giá là 400 triệu đồng. Nhưng bây giờ là cuối tháng nhá, em sẽ bán phá giá chiếc xe này là 368 triệu đồng thôi. 368 triệu đồng nhá. Đấy, quý anh chị và các bạn nhanh tay nhấc máy alo gọi cho em Loan để chốt cái mẫu xe này qua số điện thoại 0976081699 nhá, để số cái mẫu xe Toyota Fortuner sản xuất năm 2007 này. Đó, em sẽ cho quý anh chị và các bạn xem cái hệ thống khoang máy nhé. Vâng, đây là cái hệ thống khoang máy của chiếc Fortuner được sản xuất năm 2007 quý anh chị nhìn nhé. Đấy, đây quý anh chị nhìn này, xe đây nắp capo đây không hề có hiện tượng là đâm va tai nạn nhé. Và xe thì em cam kết là không ngập nước gì cả. Và chiếc xe này mang biển số của Hà Nội, nên quý anh chị và các bạn ở khu vực Hà Nội cũng như Sài Gòn nhé, muốn mua cái chiếc xe này về ra tên thì nó cũng rất là hợp lý, vì nó là mang biển số của Hà Nội rồi. Đấy, máy nổ chiếc xe này thì rất là êm đây quý anh chị nhìn nhé. Đấy, máy nổ rất là êm và máy thì rất là khô ráo sạch sẽ. Đấy, máy rất là khô nhá, còn hơi bụi bặm một chút thì em cũng chưa rửa, chưa lau chùi gì cả. Quay cho quý anh chị các bạn xem luôn đây, quý anh chị nhìn này. Đấy, hệ thống đèn là nguyên bản cho xe này, tất cả chi tiết là nguyên bản nhá. Đấy, để quý anh chị và các bạn có nhu cầu muốn chốt cái mẫu xe này, alo cho em Loan để lấy hình ảnh chi tiết về cái mẫu xe này nhá, để biết thêm thông tin rõ hơn về mẫu xe này qua số điện thoại của em 0976081699, em Loan ô tô Phú Kinh Môn Hải Dương. Vâng, đó là thông tin cái chiếc xe Fortuner được sản xuất năm 2007 số tự động. Ở chiếc xe này em bán với giá là 368 triệu đồng quý anh chị nhé, 368 triệu đồng. Và chiếc xe này mang tên Hà Nội, mang biển số của Hà Nội nhé, và hồ sơ cầm tay rồi. Quý anh chị và các bạn muốn nhu cầu muốn sở hữu cái dòng xe này thì alo cho em Loan qua số điện thoại là 0976081699, hoặc là đến tại gần em đường 388 Long Xuyên Kinh Môn Hải Dương. Và với cái giá trên em có bao gồm phí vận chuyển toàn quốc rồi nhá, và không bớt được cái giá trên. Đấy, giá em báo sát giá luôn rồi. Đó là chi tiết cái mẫu xe Fortuner sản xuất năm 2007. Và trước khi kết thúc video thì quý anh chị và các bạn nhớ ấn nút đăng ký kênh, nút chuông thông báo bên phải màn hình để theo dõi những cái mẫu xe cũng như là clip mới nhất em đăng lên thường xuyên trong ngày nhé. Hẹn gặp lại quý vị các bạn qua những video tiếp theo.